Ini oke, Kak. Ini dah apa? Bukan sama. Ini đeo dây chuyền đồ tầm đồ giống ca sĩ diễn viên. Chuyện gì đây này, cái màn hình lắc lắc á. Mấy đứa mà muốn mà có ý chí mà muốn tập quay á, mỗi lần quay như đi nè, lấy một cái điện thoại khác nữa, đứng ở chỗ Hương nè, đưa vô quay coi thử mình quay ra.
Em ghi cái chữ cũng rõ chưa nhỉ? Rõ rồi. Rõ rồi đúng không? Ăn rồi mà. Sao rồi cả kêu?